thơm nha, nó vẫn còn tươi nha, tươi cực kỳ luôn á. Ê, nước sốt này nó hơi mặn một xíu. Hôm nay mình sẽ ăn thử thịt trâu gác bếp mắc nhất TikTok Shop sẽ như thế nào. Như thế nào là như thế nào? Còn lý do tại sao nó mắc nhất TikTok Shop là bởi vì nó lên Shark Tank kêu gọi vốn thành công 25 tỷ đồng cho 20% cổ phần. Trên tay của mình đang là thịt trâu gác bếp của nhà Huyền Hu Hô. Giá của sản phẩm này được niêm yết là 900.000 đồng trên TikTok Shop, giảm còn 650.000 đồng, nhưng ở trên sàn S chỉ có 650.000 thôi. Lúc mình săn sale chương trình khuyến mãi của livestream 24 giờ á thì mình nghĩ đó là giá hời nhất rồi. Nhưng mà sau đó mình đợi một khoảng thời gian nữa thì mình có thể áp được nhiều mã và giá nó hời hơn, và hiện tại mình mua cái đơn này chỉ có 469.000 đồng. Nhìn bề ngoài thì sản phẩm này nó được đóng gói một cách khá là đơn giản, nó hút chân không nha mọi người. Và cái phần thịt nè mọi người không? Nó rất là cứng. Đạp ra vẫn cứng nha, nhưng mà hy vọng là mở ra nó sẽ mềm. Bên cạnh đó thì mình sẽ có thêm hai cái bịch nước sốt. Ở trong đây nó sẽ bao gồm là mắc kháng, hạt dỏi, ớt, tỏi được sấy nhuyễn và làm sốt ha mọi người ha. Rồi, bây giờ khui. Thơm nha. Nó rất là kiểu giống như là nó hơi nâu nâu, tiện gặt gác bếp mà để cũng mười mấy 20 ngày mới được cái bộ sấy xong ta gác bếp, cho nên là cái màu nó sẽ sẫm lại một tí xíu ha. Thơm á, bây giờ mình sẽ bày ra rồi mình ăn thử ha. Khi mà xé ra rồi thì bắt đầu là nó không còn cứng nữa, bắt đầu nó mềm rồi mọi người nè. Từng cái từng thớ thịt của nó, nó vẫn giữ được cái nét hồng hào đỏ đỏ, thấy không đó. Giờ ăn thử không mà không có sốt thử nha. Ê, thịt chắc thiệt nha, nhưng mà nó có cái mùi của mắc kháng á, giống kiểu ta ướp gia vị sẵn á. Nó vẫn còn tươi nha, tươi cực kỳ luôn á. Thì giống như là để lâu ngày mà vẫn tươi nha. Giờ cho miếng nước sốt vô đi. Rồi, giờ cho nước sốt vô nha mọi người. Ôi trời ơi, cái này là chắc là bao nhà thèm luôn á. Ê, nước sốt này nó hơi mặn một xíu. Tức là nó ngon nhưng mà nó hơi mặn một tí với mọi người. Giảm độ mặn cái là ok lắm luôn á. Nhưng mà thịt thì ngon thiệt nha, chắc lắm luôn á. Nói chung là đánh giá nha, sấy và để lâu như vậy mà vẫn còn độ tươi ngon và xứng đáng là lên Shark Tank nha. Giá này cũng ổn, ngon quá, quá kìa ngon. Mấy bạn thử nha.